Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn ba cái bộ nhíp mili chiều dài 50. Đấy. Rất là thích hợp để làm xe chở hàng nhỏ, xe chở người và những cái dòng xe lôi. Ở đây thì có ba mẫu, mẫu nhỏ nhất là bên tay trái các bạn đang xem. Tiếp theo là đến mẫu thứ hai và mẫu bên phải là mẫu tải trọng cao hơn. Thì bên mình thì không phải chỉ có ba loại này, còn có loại dài 70, loại dài 80. Đấy, rất là nhiều loại, nhưng mà trong video này chỉ xin giới thiệu đến các bạn ba cái mẫu này. Thì có một số các cái thông số như sau. Thì cái mẫu đầu tiên là cái mẫu bên tay trái, thì mỗi một nhíp của nó là có cân nặng là 2,5 cân. Tiếp theo là đến cái mẫu này. Mẫu này là có mẫu là 3,4 cân. Và cái mẫu này là mẫu 4 cân. Một vế nhíp. Đấy. Thì đối với những cái dòng nhỏ nhỏ như này thì các bạn làm xe 2-3 tạ thì nó rất là nó vừa vừa tầm, nó êm. Cái mẫu này cũng làm dòng từ 2 đến 3 đến 4 tạ cũng được. Đấy. Và cái mẫu bên này thì làm tối đa là 5 tạ. Tải trọng ở đây là tính cả xe các bạn nhé. Tất nhiên là có thể cố hơn một chút cũng được. Đấy. Chiều dài thì mỗi một nhíp là từ phía này đến phía mắt nhíp bên kia là 50 cm. Nhíp thì có bản rộng là 5 cm. Đấy. Các cái phụ kiện thì rất là chuẩn. Tuy rằng nhíp bé nhưng mà phụ kiện thì lại cực kỳ là chuẩn luôn, chứ không phải là nhíp bé mà phụ kiện vớ vẩn. Đấy. Thì nhiều khi cái tiền phụ kiện của nó là cũng gần như ngang bằng với lại tiền nhíp, chứ không ít. Đấy, các bạn mua nhíp không mình cũng bán, các bạn mua phụ kiện mình cũng bán, mà mua toàn bộ combo là cũng bán. Thì những cái nhíp này đều dùng chung cái bộ phụ kiện như này. Thì mỗi một nhíp thì bao gồm 6 cái cao su trắng này, hai bộ là 12 chiếc, và 4 cái u, 2 cái mặt bích này. Tất cả đồ là đều được mạ. Đấy, đều được mạ cho nên là nhìn rất là sáng bóng. Duy thì có hai cái phần này và hai cái phần mó nhíp động và mó tính này. Cái gối tính thì cái này cũng sơn thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì mình về mình phải hàn lên khung xe, cho nên là nếu có sơn thì không hàn được, mà sơn rồi thì hàn rồi thì nó lại phải sơn lại, cho nên là người ta không sơn, không mạ. Đấy, còn những cái phần này là phần bắt ốc cho nên người ta mạ hết, nó rất là đẹp, thẩm mỹ và cái độ bền nó cao hơn, nó lâu han dỉ hơn so với này, cái loại thô. Đấy, những cái loại mà như thế này thì các bạn nào các bạn phải sơn lại này, thì để lâu là nó sẽ bị han dỉ, thì các bạn sau khi các bạn hàn xong rồi các bạn sơn lại. Thì cách lắp đặt của bộ nhíp này thì ngày xưa thì em cũng có làm video rồi. Đấy, cho nên là cũng không giới thiệu lại. Khi nào các bạn mua nhíp ấy, thì bên mình sẽ gửi kèm thêm một cái video hướng dẫn lắp đặt để cho các bạn làm theo. Đấy, còn phụ kiện thì cứ như vậy để cho các bạn dễ hình dung, và khi mua đồ thì sẽ kiểm soát được cái hàng thiếu thừa. Đấy, đồ rất là chuẩn, đẹp, không gia công bằng tay một chút nào hết, toàn bộ là hàng nhà máy sản xuất. Đấy, cái đu nhíp này mặc dù nó mỏng nhưng mà nó lại dập theo cái hình cong này cho nên độ cứng nó rất là cao. Đây, các bạn dùng thì biết rồi, nhà mình dùng cái xe 1 tấn mình vẫn dùng cái phụ kiện này bình thường. Đấy, thì các bạn cứ yên tâm sử dụng những cái mõ tròn như này. Cái mõ này là duy nhất bên em, là em bán cái mõ như thế này. Đấy, cái mõ này là để lắp cái ác nhíp này vào đây. Đấy, lắp như này nó rất là đẹp, cái nhíp này như thế này. Đấy, thì giá của ba cái bộ nhíp này thì các bạn vui lòng
để lại phần comment hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới up lên. Cảm ơn các bạn.